xông thuốc đi cho nó cái đàm ra, cái đàm nó có cái đàm trong người. Cái nước nó có cái trái mà nó có bốn trái. Trái nó trái trái mà nó không được thì nó có đậu. Đậu. Đậu nó không được. Đậu mà mình phải tưới nó mỗi ngày không nó chết. Tại vì cái nước cái mùa lạnh nó không tưới là nó lạnh quá. Cho bố thở thuốc nha, đừng có nhân bố nha, lạnh không? Bà hít lên nha. Xong rồi. Mở rồi, đừng có tăng nữa, cỡ được rồi, đừng có tăng maximum. Đâu tăng nhau. Vô được rồi, ấm có phòng đủ rồi. Ấm phòng ha. Ừ. Mắt về hết luôn. Ấm lên nha. Bố đói bụng chưa? Giờ mẹ cho uống thuốc nha. Mẹ cho bố uống thuốc nha. Mẹ cho uống thuốc chưa? Bây giờ mẹ định cho bố ăn apple sauce thôi. Bố uống nước không? Uống nước không? Mẹ cho bố uống nước nha. Uống nha. Bố ơi. Mẹ mới cho uống. Cho uống nữa. Không thèm trả lời. Bố uống nè, hãy mẹ cho coi. Bố không thích trả lời. Bố hãy mẹ cho con coi. Bố hãy mẹ cho con coi. Con có bị nước, có bị khô, khô lưỡi không? Uống nước gì không? Bố ơi, hôm nay bố tối qua bố ngủ được không? Ngủ không phải không? Bố lúc nào bố không thích trả lời thì con hỏi bố nhiều. Bố nghe được, bố thích trả lời mà bố nghe được. Lúc bố thích trả lời, bố không thèm trả lời. Thì bố không trả lời nhưng mà bố nghe con nói được. Đúng không ha? Bố không, đúng không? Bố không trả lời mà bố nghe con nói được đúng không? Bố nghe nói được rồi ha. Thương bố nghe, I love you daddy. Get healthy okay? Get better okay? I love you. Thương bố nha. Thêm cho bố uống nước ta. Bố phải uống hồng lên trắng mọi tử trước khi bố uống nước. Uống nước nha. Facebook của con thấy có nhiều karaoke bố hát, hồi xưa con quay bố hát á, xong con quay lại con mở lên con coi bố hát. Lúc năm ngoái đó sinh nhật của mẹ với bố á, bố hát quá trời luôn, con quay trên Facebook quá trời luôn, bữa nào con giữ lại cái video đó con coi bố hát nha. Ôi chút rồi thôi, cái này này chút xíu rồi. Cái nước nè, lúc kia là bố uống nè, cái nước thôi nè, đúng không? Ừ, cái bước đầu thôi. Nè, mấy giờ mày cháu quay không? Không biết giờ ăn đói mà. Đói ăn nữa nè. Mẹ không đói thì nó thích ăn, nó đói ăn. Mẹ rất là trắng mà tỉnh. Sao mẹ thường người ta cho ăn là 7 giờ, 12 giờ với 5 giờ? Mà người ta không thích ăn rồi sao? Người ta thích, cái bệnh nhân thích ăn mình mới lấy cho bệnh nhân ăn, chứ không thích ăn mình lấy ra lúc lè hả? Nè, cái môi chẳng biết đúng giờ cho ăn, nhưng mà nhiều khi có người nó thích ăn, có người nó chưa thích ăn rồi sao? Tại vì bố cần uống nước nhiều mà, tại không có vô nước biển á, thì cần uống nước cho nó được. Lúc nào bố mà cần. Ừ. Bố cần uống rồi cho nó thiếu nước thiếu lại. Con nghĩ mình uống apple juice với lại orange juice được mà ha, nước cam, nước táo được mà ha. Đâu sao ha? Đường nhiều quá. Đường nhiều nhưng mà đâu bây giờ bố đường có đâu có cao như hồi xưa nữa đâu, tại hồi xưa là có uống thuốc nhiều quá testosterone á. Giờ đường nó hư nó lên một cái não chết đi, bệnh ung thư chưa chết một chết. Nhưng mà tại sao mẹ lại không có cho vợ chích đường? Nếu mà 200 mà chích được mà. Nhưng mà ý con nói là cái bệnh tiểu đường á là cái số đường nó 200 là chích 2 unit được rồi. Xài insulin sẽ suy nhiều. Thôi được rồi, con để cho bố ăn này. Quay nha, uống nước xong rồi ăn nha. Lúc không cần đút mà đút liên tục, lúc không cần đút không đút. Mày cho thuốc gì vậy? Cái này thuốc con đã chán cho bao tử bố trước khi bố nhìn nước thuốc khác là nó hư cho bao tử. Ừ. Cái này là chán cho bao tử bố nè. Trước khi mình dùng những thứ khác á, mình nó sẽ làm cái hư cái bao tử, mình phải uống cái này chờ hồi đợi trong
Nhưng mà hồi xưa con làm cái màn kia mà anh đi mua cái màn tối. Nó thích làm cả nó. Đấy, cái màn này nó có hù à, nó đang lùi à. Nó có màu một luôn rồi, nó đang lùi à. Nhìn thấy nó... Còn cái kia nó sáng hơn là mình không... Cái này ổ rồi nè. Ở ngoài đây có cây mận, có cây phong á. Trồng nó ẩm nó lên cao á. Chặt sạch rồi bây giờ tôi đang mua. Xong cái nó lên cao quá, xong cái con khoái không được. Cái con thấy bây giờ mình cắt thấp xuống thì nó lên trái mình thấy. Năm nay nó không có trái đâu. Nhưng mà bây giờ khi mà con cắt thì bị gì mẹ la, tại nó được cắt sát quá. Mà nó sẽ bọc, nó lại bọc cái nhánh mới ra, đúng không? Thì cây phâm nè, có nhớ cây phâm không? Còn cái cây mà cái hồng mềm bố dời ra từ bên đây nè, nhưng có nhớ không? Bố dời ra con trồng phía sau, bố trồng phía sau thì bây giờ con vẫn tưới nước của nó đang lên. Nhưng mà nó lâu lên mấy nhánh mới. Còn cây thanh long mình nó ra cũng nhiều. Thì mẹ mưa thang cao đó, trèo lên cắt cái xem nó xuống hết. Cắt bớt cái xem nó xuống hết xong rồi bón phân, bón đồ, bắt đầu cái mùa tới nó là trả. Mà cái chỗ đó nó không có đất nhiều, chỗ đó nó cứ... Ừ, đây long, long có cực đất. Long là nó một vệ họ chữ hồng. Nó sống khô khan vậy. Còn cái nhãn của mình nó ra bông quá trời, mà nó rụng bông, nó đậu có một hai trái, nó không đậu hết. Mình rồi, tính để bón vô, nó tụi nó làm. Lúc mà mình là sửa nhà quá, chứ mình không có đóng bón phân tưới nước đều á, cho nên nó bị... thiếu nước thiếu phân nó đâu có đậu trái, mà cây vải nó có trái thì chết trái luôn. Cái vải của chồng không có nhớ cái thảo cho của cái trại cây vải đó, cái bữa đó bữa để hay cái gì đó, cái thảo nó mua cây vải cho bố chồng á, mấy năm nay vậy nó phát triển. Cái này cũng chưa có thời giờ ra bón phân nữa. Để bón phân nó năm tới, bây giờ nó đang ra làm vải, nó làm mùa đông nó ra. Bây giờ cái đường cũng không có cao nên cho nên mình ăn thoải mái, thì ăn uống thoải mái, thì tại vì cái ông tá nói là bây giờ ăn muốn ăn gì cho ăn, nó uống nước gì tám chai mình chủ hết không sợ nữa, tại vì cái đường nó bây giờ cái đường nó không cao nhưng mình sẽ thoải mái quá cho huyết áp chú nha. Mày muốn thay cái màn nhà màn 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 kia lại không? Cái màn này nó tối. Kệ. Mày chặt cái này rồi giảm nắng nó vô cái này, thấy nắng nó rọi vô khó chịu nó mới thay cái này. Giờ mình muốn chặt của ta này nhổ cho ta. Không, bây giờ ý nói là nó đang mọc ở trái mới, nó đang mà mẹ tự nhiên con đang muốn chặt cái cây đó thành ra. Cái lý do mà là chặt nhưng mà con cắt chặt cho ngu thấy con làm cho nó thấp bớt tại nó cao quá. Mà khi mà cao á không có ai mà leo lên đó mà hái được hết, không có ai leo lên cây hái đó. Mà nó cứ đụng xuống đất không à, cho nên con mới chặt bớt, cho nên con cắt bớt cho nó ngắn lại thôi chứ không có chặt nó, hiểu không? Chứ nó vẫn còn sống, nó không có chết. Nó vẫn lên chứ không gì hết, nhưng mà nếu như mình trim lại con thẳng cái tay ra, thẳng cái tay nó ở giữa cái khớp chứ không. Con thẳng cái tay qua đây. Cảm ơn nha. Con phải đo hết. Con nhớ con tên không? Con nói chuyện nhớ hả? Nhớ Phương phải không? Phương phải không? Con này có khỏe chưa? Khỏe ha. Có mừng là bố ra bệnh viện không? Mừng không? Bố nói con, bố chị bố nói đi, bố nói chuyện với con đi. Làm sao nói? Bố nghe được không? Bố cứ nói bố nghe được không bố? Ừ. Nói để mẹ làm cái áp cho bố nha. Thẳng ra, thẳng đó. Muốn thử đường không? Muốn thử đường không? Thử đi. Vì chưa có ăn cũng thử, không đâu được đâu, thử đâu có ăn được đâu. Khi làm ăn mình thử. Mình thử mà không chích thì cũng như không. Lô 2 thôi, chỉ cần biết lô 2 thôi. Bây giờ là không có lô không hay đâu, mình nữa không có lô. Cái đồ thử đường xong để lên phòng mẹ mà để phòng con rồi. Mày muốn để phòng mẹ không? Không, muốn để lên nhiều quá, tại vì WeChat nó không có xài. WeChat thì nó... WeChat là cái đó thôi, nhưng mà thật ra bố vẫn còn bị tiểu đường, mình không thể trị cái đó nữa. Cái đó người ta không có trị là người ta chỉ có biết phát thêm mấy cái đau thôi, cái bệnh đau thôi. Nhưng mà cái quan trọng là quan trọng là mình thử đường để mình biết cho mình thấy mặt cao hơn 200 mình phải chích thôi, chích đường thôi, một ngày một lần cũng được. Có nghĩa là sao mẹ không mấy tuần nay mẹ không chịu chích đường, thử đường cho bố, tại mẹ không muốn chứ có không biết tại sao, tại vì ổng có cái đường mà không thử đường sao được, không hiểu mẹ luôn, không muốn thử cho bố mà chích cho bố mà mẹ với Thảo lại không muốn chích đường thử đường, thôi. Nhiều.
bốn 114 đến 62 là 120 đến 80 là normal, 114 đến 62 là cũng cũng trong vẫn còn nằm trong đó là vẫn còn normal, không có thấp quá, không có cao quá đúng không? Uống nước nữa không? Uống nước không? Không. Mấy người ra. Khoảng cho uống không? Để xíu cho ăn vậy. Thấy ta lưỡi có khô quá. Mẹ ăn uống đâu sao mà ăn, mình uống đâu có nhiêu đâu mà chút xíu nước nè. Cần là cần nước nè. Uống cho nó đừng có khô mà nó không nhỉ. Thôi. Bố không hút được mình mới để cái nước này, còn khi nào bố hút được mình cho hút. Hơi thở bố mạnh nhờ đo oxy với con temperature, hơi thở bố mạnh, bố là 90 mấy mà mình đo tới.
cuối năm chưa thì chơi. Hơi thở cuối năm nó lên cao dễ sợ nha. Hơi thở nè. Nè cô Phương. Dạ. Dạ. Đây ba con đây. Chiếc sáng nè bố, chiếc sáng nè đó. Ba con mới vừa ngủ dậy thì đo huyết áp rồi, rồi cho uống nước rồi đo 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 nhịp tim. Dạ. Dạ đây. Đó, chú Sáng nè, có nhìn thấy chú Sáng không? Nè, mở mắt nhìn đó. Thấy chú Sáng không? Thấy không? Đâu đi. Có thấy Sáng không? Dạ. Rồi, Sáng nói gì nói, bố đang nghe đó. Chú Sáng nói đi, con nói vài phút đi, xong rồi. Mới khỏe đi. Mới khỏe. Nhiều lúc hỏi bố muốn trả lời nhưng mà bố nghe được. Dạ, chú Sáng cứ nói là bố nghe hết á. Hello? Dạ thì mỗi ngày cũng ăn uống rồi đút cháo xay nhuyễn cho bố ăn rồi, nhưng mà bố không có nói là bố phải đói bụng khát nước. Mình phải hỏi bố là bố đói bụng nước không, như là mình phải đoán cái giờ cho bố ăn giống như em bé vậy đó. Không, bố không có nói được. Dạ hồi xưa là bố, mấy sáng tháng trước thì bố có nói là bố khát nước hay là bố đói, mà bây giờ bố không có nói. Dạ mình phải tự đoán thôi. Dạ. Dạ ok, con hỏi thăm xá xíu nha, đi rồi nó nói cho thấy bố. Dạ xíu xá ngủ nha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Bây giờ ở Việt Nam ta ngủ con. Mình nói cho mình hỏi chuyện một xíu thôi, mình không nói nhiều. Mình tại vì cái giờ này mình có được thì mình người ta muốn cần